cái này là tôi chia sẻ thiệt nha, cầm Lê Blanc ở đường giữa là toàn thua không à. Nó ngộ vậy đó má, nó ngộ dữ lắm. Mình đánh xanh thì cũng thua, mà mình đánh thua nên mình đánh ổng xanh là thua luôn. Nghỉ game 2 năm giờ sau chơi lại đi anh. Thôi nghỉ được, nghỉ luôn đi em. Chào bạn Lê Hoàng Nghĩa, chào fan. Game này hình như là game liên quan phải không anh? Không em, game này là game liên quan em. Kể về lần đầu bún anh hay vậy quá, hay ra dễ quá. Cái lần đầu tiên đó là cái mặn nồng với lại thầy ông nậu, nhưng mà giờ thầy ông nậu đi rồi. Hello con Khang Lê nha, hello bà. Đập bảng chia 9 đi anh. Gì ra 90 chia 9 bằng 10, 81 chia 9 bằng 9, ta bằng 8, à bằng 9. Nó đợi thêm xíu nữa là tôi hồi e quả đó rồi. Mày chết rồi con chó ơi. Con Sinara nó có tele, nếu mà quả này mấy bạn quay trở lại để mấy bạn đẩy cái đợt lính này á thì mấy bạn sẽ bị thọt luôn nha. Có hai trường hợp nha, nếu mấy bạn nào mà kiểu như là muốn đi lên chắc với lại con Sinara luôn á thì mấy bạn có thể cầm theo cái giày thủy ngân, nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình đang mang theo cái thanh tẩy nên là cái giày thủy ngân mình lên nó hơi bị thừa nha mọi người. Mình lên luôn cái giày giảm thời gian hồi chiêu, giảm cooldown, mình mang theo cái điểm thợ săn tối thượng nữa là giảm thời gian hồi của cái R luôn, tí nữa cái R của mình sẽ hồi rất là nhanh. Mình đánh theo cái thiên hướng là mình đảo cánh để mình lấy lợi thế nha mọi người. Anh có bao giờ coi hentai không? Không, không có bao giờ anh coi hentai hết. Tèo 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 tèo. Nói 5 lần dồn lực dồn lồ dồn lực lực dồn đi Hiếu. Dồn lực lực dồn dồn lực giật. Mày hay vậy quá. Nó đầu tư cái rờ nó hơi thừa nha. Đầu tư cái lát cũng hơi thừa luôn. Má nè. Tem tôi chết 8 mạng, cặp boss tôi chết 7 mạng. Nó thật sự là không biết làm sao mà chơi theo nổi luôn á. Hello motherfucker. Nếu mà quả đó không có con gà vét á thì còn chơi được nha. Hay. Tôi đánh cũng ăn rừng, tôi đánh cũng ăn. Server hàng là server siêu máy chủ không anh? À không, server siêu máy chủ là bên hàng Trung Quốc em. Bên Trung Quốc nó có một cái server dành riêng cho tụi nó gọi là server siêu máy chủ, server chung. Mỗi server mỗi khác. Server Việt Nam mình không phải là đánh dở cho nên mọi người không chơi đâu, mà là do server Việt Nam của mình không chịu đánh kiểu gọi là đánh nghiêm túc á. Đa số thì nó kết thúc rất là lẹ, trận đấu khoảng tầm 15 tới 20 phút thôi. Và mấy ông chủ nhau rất là nhiều. Ở bên đây mấy ông này đánh rất là đúng nha. Mấy ông đánh ngay cái chất của cái game luôn. Là kiểu nào mấy ông đánh cũng khoảng tầm mà tới gần 30 phút mới xong game lận. Và đánh đa số là toàn farm không. Cái cặp boss này của tôi là tai nạn đó. Tuy là mấy ông fit lòi cái họng ra nhưng mà mấy ông vẫn chơi nha. Mấy ông vẫn đang cố gắng nỗ lực từng giây từng phút. Chưa hồi thanh tẩy nữa. Con Raven nó có thanh tẩy nha mấy fan, nên là mình bắt nó đừng có bắt, đừng có cố chạy cối nó khùng điên chỉ có chết thôi. Mình bắt những nạn nhân nào mà nó không có khả năng phòng thủ, chẳng hạn như con Sinara. Tele rồi ngon rồi. Nửa cái cánh trên của tem tôi nó sáng trưng luôn. Tôi với lại cái ông Ida trận này đánh bao sướng luôn á. Nói thiệt cái này á, nếu mà mấy bạn nào mà đang coi cái livestream vào thời điểm hiện tại, hoặc là bất kỳ bạn nào chơi bất kỳ một cái trò chơi nào, một cái bộ môn nào đi chăng nữa, thì nếu như mấy bạn á có một cái khoảng thời gian là mỗi ngày chơi game từ 8 tới 10 tiếng và sống trong một cái đội ngũ chuyên nghiệp về làm game á, thì Hiếu tin chắc rằng là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có khả năng thi đấu chuyên nghiệp đó nha mọi người. Và phải có một xíu nữa gọi là năng khiếu trong đó. Năng khiếu mà không có nỗ lực thì cũng như không. Qua thấy anh Hiếu đứng ở Trần Duy Hưng, ông cũng tùy lúc thôi. Ông xui là ông đúng, ông tới đúng cái lúc tôi đứng á, chứ có lúc tôi nằm nữa. Có mấy lúc tôi bò vòng tròn nữa kìa. Nani? Oh, hot. Tại do trận này cặp boss tôi nó thọt quá đó, nên là tôi phải giữ lại lợi thế của tôi không có đánh luôn được. Chứ quả đó nếu mà tôi vô luôn á, mình thanh tẩy là con Sinra nó hẹo rồi. Hello con Cam Cận nha, anh bao nhiêu cm nha anh? À, anh cao khoảng tầm 16 cm. Ông thử thích dài mạng xem ông. Thôi em nội, ông tha cho tôi cái ông nội. Tem tôi dày chưa đủ nó hay gì còn fit nữa. Con Vy chặn đường nó Vy.
mém một tí thì chết chứ đâu có đùa. Cái ông thằng Raven bên đó vẫn chưa chết mạng nào luôn kìa. À chết một mạng rồi, hay. Ok này luôn. Gọi bán game của anh là nhà vua vô cô đơn vì kết thúc không có hậu. Ồ, cũng hay. Wow, tối mà còn nhiều view ghê á Hiếu. Tại nay thứ bảy, mai chủ nhật mọi người được nghỉ. Cái con Ida nó bê cái nhà của tụi nó còn có cái cùi không hả? Ồ, vậy mà vẫn giết được kìa. Rùa, cái quả đó là quy rùa. Đánh cái lùi. Khi chết tôi cũng để lại được cái nút lử cho cái ông Miguel quẩy á. Ơi, sao để bên đây cho ông Raven nó ném chết thằng ADS gì nè. Thôi ông đi vô trong ông Win luôn rồi nè. 12 seconds later. Hello con Mỹ Tú nha, hello em. Bye anh Hiếu và bye bye mọi người. Ờ bye bye cậu Út nha. Why? Vô bê chậu nè không chịu. Sao đây lại có thấu kính vậy? Đây luôn á, alo, alo. cái giờ của tôi bị rung tay mọi người, nước một ngày cái e cũng nuốt luôn. Ok, nice try, hay rồi. Thế nó còn hay luôn nha, thế luôn em. Fit đúng 5 mạng lật kèo. Cái tầm này mà chết là chỉ có thua luôn thôi, chứ còn lật mẹ gì nữa, lật giường á má. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.